ngoài lên mà nói nhìn thấy là yên tâm mà. Đúng không kìa? Dạ. Yeah. Bữa ngoài lên á. Lấy bên đây nha, Hạnh à. Chú ơi, bảo kêu tụi nó đưa cho em cái khay này đi nha đẹp. Cái khay giống vậy. Cái khay vậy. Ừ. Ở đâu phòng khác bên hả? Bên phòng kế bên á. Sao đừng còn mẹ khách hàng vậy? Đúng rồi, trời ơi. Tụi nó lấy đúng. Cái khay là biết cái gì rồi chứ cần gì. Hơi đau chị. Con đứa hả chị? Hai đứa em nữa. Gái hả? Gái. Bé em chắc không đến nổi hả? Bé em nó có 9 tuổi rồi. Bé em chắc không đến nổi gì. Ý nó chắc không còn giống anh. Chứ em hỏi, nó biết gì đâu. Chứ hỏi người ta bao nhiêu tuổi là. Mình là kịch mai hay mai kịch gì đấy đúng không? Hôm nay mẹ đi cùng luôn. Chưa, chứ em đi chưa đủ tuổi đi xem mình. Mà tổng cổ mà ha. Công an bắt là lết bế lên độ. Ủa lần trước ai chở đi? Nhà ngoại. Ủa em vô gọi vô gọi gì vậy mày? Kì. Dạ. Hitman chị ơi. Hitman hả? Dạ. Hơi đau. Còn nhiều cục lắm, không có một cục đó đâu. Tiêm vaccine lên nhiều mũi này à? Mẹ em tiêm được mấy ngày rồi. Ý là tiêm mà nó bị lên nhiều mũi này hay là sao? Cũng có lên đấy, có lên mũi. Ừ. Chú đó nó có lên rồi đúng không? Dạ, cũng có mà.
vaccine phá hoại bao nhiêu khuôn mặt. Nhiều bạn bình thường không được mụn nhưng tiêm vaccine vô mặt như trai chôm chôm. Sao là sao chị? Ý chị hỏi về bị cái gì? Có chèn ép quen quá không vậy chị? Dạ không. Kiểu sao cứ lần một không đau, lần hai nó đau lắm. Lần một em chịu đựng giỏi lắm. Giờ hết chịu đựng được rồi nè. Dạ. Lâu quá rồi em không lấy. Nó mất cảm giác rồi. Tự tin đi đúng không? Lần ba là chân vừa run vừa đi.
tóc đấy kìa. Dạ. Yeah. Chân mày muốn cắt. Dắt cho chị mấy cái bông nó nhúng nước đây. Như có khách nói rồi đó, nhưng mà em gửi trước nha, hồi nào chị qua ha. Nhúng nước không có tâm như thế nào trời. Tiếc nước trời. Không nhúng cho nó hết nữa. Kỳ sao nó không giống chị vậy chị? Sao? Gì chị? Chị lên bước hả? Lớp 3 đó hả? Lớp 3. Chị để hộ coi. Để Thuy. Gái giống chị không? Ba. Trời đất. Ba xinh lý mạnh quá. Ghen tụ chứ gọi là sinh lý mạnh gì mẹ. Lại vào đó đó. Thank you.
Bị lông miệng hay sao? Dễ dắn thì dắn, thẳng cái mâm lên. Lần lúc thì ngồi chơi cả bài, lúc thì đến cùng lớp làm kịp. Chị thôi chị đang thi vậy? Xăm xăm thì không có đây. Có gì mấy đó thì không ở dưới à, trên này không có à. Mày đi đâu, mày đi, con không quan tâm nữa. Thấy quan tâm nổi rồi.
Con em. Giờ chị đang kẹt nhưng mà khoảng 30-45 phút nữa em tới là vừa đó. Ok em, ok. Tầm khoảng 30 phút nữa em đi thì là vừa. Còn gì đến? Vậy thôi cứ canh đi 30 tới 40 phút mà em có mặt đây là được à. Ok em, ok. Bên kia có nhiều mụn rồi. Ở dưới hai khác dưới. Sao ban ngày không đi mà cứ thì nhau giờ này đi vậy trời. Ủa sao giờ này tụi nó không đi tụi em hả trời. Tôi tưởng tối nay ngáp mỏi lên rồi nhá. Sao mẹ vui vậy? Ủa cái này là buổi thì không ai gọi. Chị cứ bay ở cái đây ra đi. Mạnh dạng giúp anh chị. Cầm nó sắp bay rồi chị. Sao đây Kiệt? Được. Vẫn còn dạ được à? Không sao? Đau chứ. Hết mạnh rồi. Cơm chưa? Nãy chưa ăn có, em ăn rồi. Rồi là ăn rồi hay là chưa? Cũng... chưa ăn cơm em ăn rồi. Ừ. Cũng kiểu như là hơi đói chưa ăn. Hơi đói chưa ăn là sao? Kiệt rồi. Giờ em hỏi là chị hỏi là ăn rồi hay chưa ăn thôi? Thì chưa. Ừ. Vậy đi. Cố gắng lấy xong lần này đỡ nhiều mà. Chị ấy cái nó tối om luôn, thấy gì luôn đó chị ạ. À.
này mẹ có tự nặn cho em bây giờ chưa? Có một ít lắm. Đợt mà em chưa đến chị á thì có rồi. Còn dạo này không có luôn, mấy anh này không có. Nhìn này ngứa mắt. Nhiều lắm. Thấy mỗi có cục mụn có lỗ chân lông không? Thấy cục lông không? Trên chân mụn. Nhiều lắm kìa. Làm đau muốn chết à? Đẹp cái gì đẹp cũng phải ráng thôi. Muốn giờ mặt đẹp thì phải ráng. Mà cũng hơi tốn tiền. Con thì đang chịu đau mà mẹ thì hơi đau ví đúng không? Con đau mặt mẹ đau ví. Con đau mặt mẹ đau ví. Chị đừng cho bé uống giải độc gan gì nha, kệ nó nha. Không cho uống hả? Đừng đừng, càng uống nó càng sổ ra nhiều á. Vậy sao không kịp á? Đó giờ chỉ ăn trứng thôi, chứ không biết ăn được ăn khác. Quá trời. Bà ơi. Với lại ăn các viên chiên, với lại xúc xích thôi. Ôi trời. Bảo sao? Ăn mấy cái đó càng ăn càng nhiều mụn đó nha. Không biết ăn thịt ăn cá, không biết ăn thịt bò, không biết ăn thịt heo, không biết ăn cá, không biết ăn gì hết. Okay. Chỉ là ăn trứng với lại xúc xích các viên thôi. Đó, anh mấy cái nhiều mụn lắm kìa. Vậy đó. Làm cái ăn mấy cái đồ chiên xào không? Nhiều mụn lắm đấy. Vậy khổ lắm. Đồ chiên mấy cái đấy nóng không mà. Mà nhỏ giờ không biết ăn. Trời ơi. Đồ nhỏ không tập cho anh nhỏ ăn. Có tập mà sao mà rồi như là như sao mình không biết mà không ăn luôn. Tới giờ lớn học lớp 9 rồi. Có bạn kia thì ăn chay không? Cái này còn chịu ăn thịt. Cái này thì không ăn thịt, miếng thịt miếng cá này thì miệng tôm cũng không ăn. Nói chung là các độ mà có vị ấy là không ăn. Vị gì? Giống như là bị tanh, bị máu, bị đồ là không ăn. Vậy là chuyển qua ăn chay đi kẹt. Kẹt à? Ăn chay đừng ăn. Ăn chay không ăn. Ăn chay không biết ăn, tẩu biết ăn. Ô là trời. Đó, giờ từ nhỏ lớn giờ học cũng chín rồi. Toàn chín luôn. Ăn chín nhiều quá, gan nó bị thấy. Tập ăn dần dần đi. Để sỏi rồi. Sau này có bạn không biết sao. Thật luôn á. Cái này có bạn gái rủ đi ăn, ăn gì? Trứng ra, trứng đồ, bị lộn. Đi ăn trứng cái gì? Ăn đồ nắng không à. Trứng gà nướng, trứng vịt lộn hoặc vịt dừa. Vịt lộn, trứng cúc lộn. Đi, dẫn bạn gái đi ăn là đi ra đây. Bắp xào. Trời ơi. Ăn lộn. Anh còn có giữ không hà? Đó, mặt nó banh luôn rồi đó. Thời gian thấy nó tốt rồi tình trạng nổi lên lại ghê dữ. Cũng không phải cho bạn tiêm vaccine. Nhiều bạn không bị mụn mà tiêm vaccine về mà mọc như cái trà chôm chôm luôn á. Tiêm hai mũi luôn đó. Cách như là 2 tuần thôi chị. Ừ, 1 tháng. Rồi tiêm lại đó. Đặt lại 2 mũi chưa? 2 mũi rồi chứ đúng không? Dạ. 2 mũi rồi. Đi học lại chưa? Thì chưa, học viên 2 mới học đó. Quên lớp 9 học lại rồi mà ta. Ở chỗ con học online. Con học online hả? Dạ. Hôm nay còn dịch nhiều à? Dạ. Đồng Nai chắc cái chỗ nào mà gần khu công nghiệp dịch nhiều ấy. Giờ Hà Nội đang đua top kìa. Tháng 4 tháng dịch muốn khóc luôn.
không đi ra đường được, cấm hết. Ở Đồng Nai nó cũng vậy hả? Ừ, đi ra đường phải 2 triệu chị. Tôi nói em đi ra đường em mua đồ lén mà công an mới gặp em hỏi đi đâu vậy, nó đi mua con vệ sinh. Nó nói khổ mấy bà này quá, thật sự mình mua đồ lén để mình ăn đó. Đồ ăn cái gì cũng mắc hết, mùa dịch không làm ra tiền cái gì cũng mắc hết, gấp mấy lần. Nhưng mà người ta lấy trên đồng tiền xương máu của mình vậy đó, trục lợi á. Đang ra người ta phải giảm giá đi này. Tiền phòng trọ, tiền ăn, đồ ăn mất như này. Sao ngoài trên này mà lấy chồng không? Lấy chồng ở Vũng Tàu mà chồng làm nghề cơ khí ở Đồng Nai, đi ra Đồng Nai muốn trọ cho mấy đứa nó học mãi luôn nè. Phải theo chồng như sao vậy? Ủa xong tin hai mẹ con về Đồng Nai hả? Không, đi bên ngoại á, ghé ngoại thì sẵn chở nó qua đây nè. Mai mới về chứ đúng không? Đúng rồi, mai mới về. Mai mở cái cửa gì đóng cửa không chứ, kêu nó gọi. Kêu làm đi. Kêu cho làm thôi. Ta làm đồng lùng hết trơn mình. Dễ lắm, chuẩn bị dịch thì cũng kêu cho làm. Nhà ai cũng tim hết rồi. Chưa biết ta chạy rồi. Quán nhậu thì cho mở mà spa thì không cho làm. Quán nhậu cho mở thì bà không cho. Ừ. Ngồi. Mà dạy cho đi. Kiểu không đi có kèo đi nhậu cho đang nắm ruột ở bên này. Tầm bông dạ ở đây chị về chị muốn biết làm gì nữa chị chịt lắm. Nắng nóng. Tôi thấy Đồng Nai lạnh hơn đây á. Ở đây bữa trước nó cũng lạnh, bữa nay nó hết lạnh rồi. Đang phi
Mà không nghe luôn hả? Con bé nó mẹ đi đâu rồi, nó gọi hỏi sao lâu về. Anh đang bên ngoài đúng không? Đúng rồi, ở nhà chơi với mấy anh với chị á, nhà chở anh với chị muộn đừng nằm muộn cho mà đi xa nữa, phải gần qua đây hơn một tiếng. Chị ở đâu? Quận 8. Thông qua đây thì xa. Tập sau cái gì? Bật máy xông hơi đi anh ơi. Hả? Bật máy xông hơi đi. Anh lấy đúng không? Ba cục. Ông phải để giờ chơi gì vậy? Hả? Mẹ em lấy được không?
đứt. Mãi nghe trời.